Dương Chính Thành từng bị đuổi học vì so sánh với Thành Long thầy giáo không còn gì để dạy. Không anh, lúc đó là chỉ có diễn tấu hài nhỏ nhỏ thôi. Đúng rồi. Chứ cũng chưa có tiếng tăm trong cái ngành diễn hài luôn á. Trấn Thành là một nghệ sĩ đa năng của showbiz, không chỉ biến hóa trong vai trò diễn viên, MC, anh còn nhảy sang lĩnh vực sản xuất phim ảnh và cũng rất thành công. Nhưng để có chỗ đứng, nam diễn viên cũng trầy trật không ít. Năm 2019 trong talk show Tôi Tuổi Teen, Trấn Thành từng chia sẻ câu chuyện quá khứ của mình trước khi được đông đảo công chúng biết đến. Được biết, thời trẻ nam MC đình đám cũng từng là một cậu trai ngang bướng khiến mẹ phải cạn nước mắt chỉ để con chịu đi học tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, nam chính cua lại vợ bầu thi vào trường sân khấu điện ảnh và bắt đầu theo đuổi đam mê nghệ thuật. Nhưng quá trình học hành của Trấn Thành lại gặp gián đoạn. Theo đó, anh từng bị đuổi học vì lỡ chạy show quá nhiều và nợ học phí. Kể chi tiết hơn về khoảng thời gian này, anh cho biết thời gian đầu đi học, anh chưa được ai mời đi làm bất cứ công việc gì liên quan tới diễn xuất, trong khi bạn bè chạy show rất nhiều. Anh còn từng bị bạn bè trêu, thằng này toàn diễn hài, nó không thích diễn đàng hoàng, đừng chơi với nó hư đó. Điều này làm anh tủi thân, nhưng bỏ qua những lời đàm tiếu, A Xìn vẫn cố gắng học hành. Nam diễn viên chia sẻ, đến khi thi học kỳ, anh là người được bạn bè mời làm diễn viên nhiều nhất lớp. Chẳng hạn một đêm có 15 tiết mục thì anh đã góp mặt đến 8. Sau đó lúc thầy nhận xét về khả năng của từng sinh viên cuối học kỳ, trong khi ai cũng được thầy góp ý, riêng Trấn Thành lại bị bỏ qua. Anh hỏi lại thầy giáo khi ấy là nghệ sĩ Công Ninh mới đáp rằng em quái đản lắm. Câu nói của thầy khiến nam chính bố già cảm thấy khó hiểu. Sau đó nghệ sĩ Công Ninh nói em cho tôi cảm giác mà mấy thập kỷ nay tôi chưa có lần thứ hai. Đó là cảm giác lần đầu tiên tôi xem Thành Lộc biểu diễn. Được so sánh với một bậc đàn anh lớn trong nghề khiến Trấn Thành rơi nước mắt. Anh thầm nghĩ thầy mình có khoa trương quá không? Vì mình quá nhỏ để so sánh mình với một người quá lớn. Sau đó anh cố gắng học tiếp học kỳ 3, nhưng cũng trong ngày nhận xét cuối kỳ, nam diễn viên lại nhận về câu nói đáng lòng hơn. Thôi em nghĩ đi. Khi hỏi lý do tại sao thầy đuổi mình, anh được đáp lại tôi không còn gì để dạy em nữa. Sau khi nghỉ học tại trường sân khấu, Trấn Thành tìm đến các đàn anh đàn chị để học hỏi kinh nghiệm. Anh từng tâm sự tồn tại cái tên Trấn Thành ngày hôm nay là do có một sinh viên bị đuổi học giữa chừng, nhưng đủ rảnh và siêng để theo diễn viên Hữu Nghĩa đến sân khấu xem tất cả các vở diễn, tất cả các loại vai một cách say sưa đến thuộc lòng. Theo thông tin chính xác, Trấn Thành sinh và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh trong gia đình gồm 5 thành viên. Bố công xã Hà Liên Quang là người gốc Hoa, còn mẹ là người Tiền Giang. Được biết anh là anh cả trong gia đình. Sau anh còn 2 cô em gái. Tuy anh trai rất nổi tiếng, nhưng hai người em gái của Trấn Thành lại khá kín tiếng. Nhưng nhiều luồng thông tin cung cấp em kế anh sở hữu khuôn mặt có nhiều đường nét khá giống anh trai và rất xinh đẹp. Nhìn nam MC quốc dân lịch lãm trên sân khấu, nhiều người không ngờ anh lớn lên trong khó khăn. Và theo anh chia sẻ, để có được thành tựu như ngày hôm nay, bố mẹ anh đã phải vất vả rất nhiều. Bố Trấn Thành từng là một người giao hàng và thường xuyên chở hàng với số lượng lớn, chất cao như núi để trang trải cuộc sống. Và vì các con ông phải thức khuya dậy sớm, siết từng con ốc và khuôn vác nặng nhọc, cũng do đó mà anh luôn cố gắng vươn lên không ngừng và đạt được nhiều thành tựu. Ngoài khả năng ăn nói tiếng Việt lưu loát, diễn viên bố già có thể nói được tiếng Quảng Đông và tiếng Anh rất tốt. Ngoài diễn xuất và dẫn chương trình, A Xìn còn sở hữu giọng hát nội lực và rất điệu nghệ. Một số ca khúc của anh đã từng được chọn làm nhạc phim và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Trấn Thành cũng nằm trong số nghệ sĩ Việt chuyển hướng sang ca hát nhưng vẫn được khán giả mến mộ. Đến nay, Trấn Thành đã tạo dựng được chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Anh là MC đắt show nhất nhì Vbiz, có các tác phẩm điện ảnh ăn khách được khán giả nhớ đến nhiều bởi những vai diễn hài duyên dáng. Đây chính là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực mà nam nghệ sĩ đã bỏ qua suốt nhiều năm.